cần sang nhượng hoặc cho thuê lại quán nhà hàng hải sản tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, đầu tư hết gần 2 tỷ, giờ sang lại giá chỉ 1 tỷ đồng, đã bao gồm 80 triệu tiền cọc, có sẵn nhân viên và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Quán có lượng khách rất đông, diện tích là ngang 22m, sâu 60 và tổng là 1.300m², gồm 3 phòng VIP và tổng hơn 50 bàn. Quán được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, vật dụng bàn ghế 100% là toàn đồ mới. Quán mới mở được 1 tháng, do nhiều công việc không quản lý được nên cần sang lại cho anh chị nào đam mê, với giá rẻ chỉ một nửa tiền so với lúc hoàn thiện. Liên hệ 0909 861 862.